năm sẽ chỉ cho anh chị cô chú đọc cả cái thông số, dựa vào đó thì mình sẽ biết được những cái gì cơ bản trên cái lốp và mình làm theo thì cái lốp của mình nó sẽ được bền hơn. 23.1R26 23.1R26 nhá. 23 này nó sẽ là tính là 23 inch và 26 này là đường kính của mâm, 26 inch đường kính của mâm từ bên này qua bên này. Agrimac nhá, Agrimac. Đấy, lốp của lốp này, lốp này là chuyên cho bên mấy cái máy chuyên. Hello anh chị cô chú nhá, chào mừng anh chị cô chú đến với kênh YouTube Năm Máy Cày. Hôm nay rất là vui được gặp lại anh chị cô chú. Cơ bản là cùng cuối năm rồi, bên công ty Goldmark đợt này về hàng rất là nhiều nha anh chị cô chú nhé. Đấy, hôm nay giới thiệu với anh chị cô chú bên công ty Goldmark về một cái lô hàng lốp máy cày BKT nhá, lốp máy cày BKT. Chiều thì lại về thêm hai công hai công lốp máy cày Trelebox, đầy đủ cả cái size cho anh chị cô chú luôn nhá. Bởi vì trong quá trình tiếp xúc với khách hàng thì Năm thấy là nhu cầu một số khách hàng cần những cái mã rất là lạ, thì hôm nay cái lô hàng này thì sẽ có những cái mã cơ bản là khá là cho anh chị cô chú nhá. Đây, trở phát anh chị cô chú là lốp cống lốp BKT, cống này của Ấn Độ nha anh chị cô chú nhá. Lốp này là lốp Commander này, 18-430, loại này 14 lớp bố này. Quá trình sử dụng thì Năm thấy quá trình bán hàng thì Năm thấy một số anh chị cô chú là hỏi một số cái sai mà cái lớp bố rất là dày. Đó, lốp mà lốp Nhật thì anh chị cô chú lưu ý, anh chị cô chú lưu ý ở cái chỗ là cái lớp bố mà càng dày thì giá càng đắt nhá. Đó. Đây, và đây là một cái loại mà loại gai bát sọc này. Gái của nó bá sọc nhá. Loại này dành cho máy một câu. Máy một câu Belarus hay là cái gì mình không rõ. Nhưng mà cái size của nó thì nó là 7.5-16 thôi nhá, 7.5-16. Loại này thì sẽ dùng cho máy phó này, MF này. Đó các thứ chứ Belarus sẽ không dùng size này. Vì size này quá nhỏ. Đấy. Rồi còn nhiều mã khác nữa nhá. Tí là xuống hàng thì Năm sẽ quay cho anh chị cô chú xem. Ở đây Năm sẽ đi lại đây. Đây Commander BKT nha anh chị cô chú nhá. BKT của Ấn Độ 18-430. Đây 14 lớp bố nhá. 14 lớp bố. Video này thì Năm sẽ quay cho anh chị cô chú và hướng dẫn cho anh chị cô chú đọc cả cái thông số ở trên cái lốp này nhé, đọc cả thông số, hiểu rõ cả cái chỉ số ở trên này nó có tác dụng gì nhé, các cái chỉ số ở trên cái lốp này có tác dụng gì. Đó, anh chị cô chú nhớ theo dõi video nhé, bởi vì khi mình sử dụng lốp mình phải hiểu được các cái thông số ở trên đó để mình áp dụng cho nó đúng, chứ nếu mà mình dùng sai thì sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng lốp, tuổi thọ của lốp. Rồi ok anh chị cô chú nhá. Đây nha anh chị cô chú nhá. Đây. Lô này thì về cơ bản đang xuống đây thì có một số mã như 8-16 này. 8-16. Mấy cái lốp gái nhỏ này thì nó mấy cái lốp mã mà nhỏ này thì nó có cái gái, cái mã gái là TR144 nha anh chị cô chú nhá. 144 TR144 tùy theo từng cái thương hiệu để có các cái mã nó khác nhau. Đó, còn cái gai cơ bản của cái thang lốp nhỏ thì gai như này. Đấy, gai khá là cao. Đây 8-18 này. 8-18. Thang này cũng TR144 luôn. TR144. Gai nhỏ lốp nhỏ. Đây. Và đây 7-16 đây. 7-16. Lô này là mình về tổng cộng là cái công này mình về tổng cộng là 230 cái. 230 lốp nha anh chị cô chú nhá. Đây. 7-16 cũng có luôn này, có một số anh chị hỏi 7 có lốp 7-16 không này. Đấy. Và
cái này 9.5 - 22, 9.5 - 22 nhá, 9.5 - 22 TR144 cũng gai cao luôn. Đấy, quay rất là cận cảnh cho anh chị cô chú xem. Hàng thì đang còn được xuống. Bên này 8 - 18, 8 - 18 nhá, 8 - 18. Đây là cái lốp Arimax, Arimax. Cái này một số anh chị cô chú đây quan tâm đây. Cái mã của nó là như này, 3/60 - 70 R24. Mã như này thì nó là cái kêu bằng radian, radian hay là bi áp. Thì cái này là cái cách gọi như này nè. Nam sẽ chỉ cho anh chị cô chú nhá. Ra đi ăn cái lớp bố nó cái sợi bố nó sẽ đi như này. Nó sẽ đan như này. Đó, ra đi ăn. Còn mà bi áp là loại như bình thường mình thấy. Như bình thường như những cái lốp này là bi áp. Thằng này cũng bi áp. Mã như này là bi áp. Bi áp thì cái lớp bố của nó là lớp bố đan chéo. Có nghĩa là nó đan chéo như này. Thằng này đan qua bên này, thằng này đan lại bên này. Đó, nó đan chéo như này, nó đan chéo. Đan chéo thì ở vị trí ở giữa là cái lớp bố ở giữa nó sẽ là cao nhất. Bi áp thì nó chịu lực tốt hơn, chịu lực tốt hơn. Và radian á, radian thì nó sẽ êm hơn nhá. Vì cái bố nó sẽ đi theo kiểu đi song song như này thì nó sẽ êm hơn. Anh chị cô chú có thể thấy được những cái dòng lốp mà ở châu Âu hoặc là trên xe hơi cả thứ thì nó sẽ dùng theo kiểu công nghệ là radian, là song song, lớp bố song song. Và các cái ký hiệu ở trên cái lốp này, Nam sẽ đọc ký hiệu ở trên cái lốp này, ý nghĩa của cái lốp như này thì nó có cái thông số ra làm sao nhá. Nó sẽ có một cái bảng chuyển đổi từ cái mã này sang cái mã thường. Đấy nha anh chị cô chú nhá, đây có một cái lốp đợt lốp này về thì có những cái mã rất là độc này. Đây lốp này thì chỉ dành cho những cái đơn vị mà chuyên về mía đường đây này. Cái bề rộng hóng của nó là gần 60 phân. 620 có nghĩa là rộng 62 cm á. 62 cm. Con số 75 này thì nó là tỷ lệ phần trăm của 620 này, tức là 75% của 620, tức là cái bề rộng này. Đó, 70% của 620. 75% nhá. Tương đương khoảng tầm đồ 4 mấy á. Đó, lốp rất là lớn nhá. Mã của nó là 620 - 75 R26. Mâm thì mâm nhỏ, mâm 26 này, 23.1 R26 này. Đây, trên này là có mã như này, dưới này là có mã như này. Tức là số này nó sẽ tương đương với là 23.1 R26. 23.1 R26 nhá. 23 này nó sẽ là tính là 23 in. Và 26 này là đường kính của mâm, 26 in đường kính của mâm từ bên này qua bên này. Agrimac nhá, Agrimac. Đấy, lốp của lốp này là chuyên cho bên mấy cái máy chuyên về mía đường nhá. Đấy, rất là đã nha anh chị cô chú nhá. Rồi ok, cho vào đi em. Lốp radian, lốp này là lốp radian. Đây như lúc này Nam có nói, radian là cái bố của nó là bố song song. Bố của nó là bố song song nhá. Đó thì vừa rồi Nam có giải thích các cái thông số. Để đây Nam sẽ quay một lượt như này cho anh chị cô chú biết có những loại nào này. 12.4 - 24 này. Gái này là gái 173. Gái 173 nha anh chị cô chú nhá. Một cái loại gái cực kỳ mới về Việt Nam, đầu tiên về Việt Nam của cái hãng Trelleborg. Gái này nó sẽ tương đương với là cái gái của thằng Otani. Giống gái của Otani nhá.
Đây, anh chị cô chú nào mà cần cái gái cao hơn là gái thường á thì dùng thằng 173 này. Còn thằng này là 171 này. Thằng này 171 gái hỗn hợp này. Thằng này thì gái cao hơn thằng này. Nam thấy thằng này gái cao hơn. Đó, ok chưa? Có một loại gái mã gái nữa cho anh chị cô chú lựa chọn luôn. 173 này, gái 173 nó sẽ hình như này. Đây là một kiểu gái rất là mới nha anh chị cô chú nhá. Một kiểu gái rất là mới được công ty Walmart nhập về theo yêu cầu của khách hàng. Trước đây là có 135, 171, 273. Mà giờ còn có cả gái 173 nữa. Đây Nam đưa hai cái gái này ra cho anh chị cô chú xem nhá. Đây 173 này. 173 là kiểu này này. Đây thằng này 171 này. Đây, anh chị cô chú có thể nhìn vào và dễ dàng so sánh nha. 173 và 171 nha. 171 gái hỗn hợp, 173 gái này cũng vừa chuyến đi ruộng, vừa chuyến đi khô, vừa đi ruộng vừa đi khô. Khoảng cách giữa hai cái gái này thì Nam thấy là, để coi, khoảng cách gái là tương đương. À, cái gái bên này thấy thưa hơn, gái bên này thưa hơn. Và gái bên này có hình móc như này thì nó sẽ tăng độ tiết, tăng tiết diện bám lên này. Thằng này thì gái thẳng, thằng này thì gái có bẻ cong, tăng tiết diện bám, tăng cái độ bám hơn. Đó rất là hay nha anh chị cô chú nhá. Đầy đủ kiểu gái cho anh chị cô chú lựa chọn tùy theo cái địa hình mình làm việc, mình chọn cái loại gái cho phù hợp nhá. Đó, và bên này có một loại rất là độc nữa. Đây, lốp này, lốp dành cho sân golf đây. Lốp dành cho sân golf đây nha anh chị cô chú nha. Rất là béo luôn nha. Rộng gần 40. Để xem cái mã của nó nè. BKT 400-60 R-15.5. 400 có nghĩa là 40 phân, 40 cm. Đây bề rộng hông là 40 cm. Còn 60 này là độ dày của cái này. Độ dày của 60 này là 60% của 400. 60% của 400. Đó, 60% của 400. Đó, anh chị cô chú có thể thấy 60% của 400. Và 15.5 là cái đường kính của mâm in, tính bằng in. Đó là những cái thông số cơ bản. Lốp này là lốp chuyên dành cho sân golf nha anh chị cô chú nhá. Những cái máy nào mà chuyên về chạy ở trên cỏ hoặc chạy ở trên những cái địa hình nào mà cần cái tiết diện lớn và cái đồ nén xuống đất ít thì nên dùng loại này. Tăng tiết diện, cái đồ nền nín xuống đất nó sẽ giảm lại. Đó, rất là nhiều nha. Đó là những cái mà là những cái 9.5 R22, cái này 141. 144. Gái 144 nhá. Rất là nhiều luôn. Đây. Và bên này những cái anh rất là lớn này. 18.4-38 này. 18.4-38 gái 135 nhá. TR135. Anh chị cô chú theo dõi nhá. Nắm sẽ chỉ cho anh chị cô chú đọc cả cái thông số. Dựa vào đó thì mình sẽ biết được những cái gì cơ bản trên cái lốp và mình làm theo thì cái lốp của mình nó sẽ được bền hơn, hoạt động đúng đúng cái tiêu chuẩn của nhà máy đưa ra nhá. Đấy, rất là nhiều sai luôn. 11.2-20 này. Dễ luôn. Rất là nhiều luôn. 173 này, gái 173. Như lúc này Nam có nói
gai 171 12.4-24. 12.4-24 nó có gai 173, 171 và là 135. Có 3 kiểu gai nhé. Đó, đầy đủ các kiểu gai cho anh chị cô chú lựa chọn luôn. Anh chị cô chú xem video thấy hay, nhớ đăng ký kênh nhá. Nhấn nút đăng ký kênh ở phía phải màn hình của anh chị cô chú á, có chữ đăng ký đó, anh chị cô chú nhấn vào đó và nhấn cái chuông thì nó sẽ những cái video và những cái chi tiết, những cái thông tin mà Năm đưa lên thì anh chị cô chú là người sẽ nhận được đầu tiên nhá. Rồi, ok anh chị cô chú, và tiếp theo là Năm sẽ hướng dẫn cho anh chị cô chú đọc cả cái thông số ở trên cái lốp. Đây, Năm quay lại cái lốp lớn này để cái số cho nó to, mình nhìn cho nó rõ nhá. Với cái lốp như thế này nó ghi 18.4-38, có nghĩa là thể hiện tên này nó đang còn dùng cái thứ nhất ở đây là dùng bằng chất liệu bố này, chất liệu bố là ni lông này, ni lông nha. Đó, ni lông thì sẽ có những, có rất là nhiều loại ni lông đó, vì có nhiều người nói là ở cùng bố ni lông cả, cùng lớp bố giống nhau cả, nhưng mà tại sao lại có loại rẻ loại đắt, thì cái đó là dựa vào cái chất liệu của từng cái loại ni lông nhá. Cái này chỉ nhà máy thì họ mới biết thôi, nhà máy họ mới biết, vì có những cái thương hiệu mà lớn á thì họ sẽ sử dụng cái chất liệu ni lông đúng theo tiêu chuẩn quốc tế, và có những cái nhà máy mà giá thấp, cái giá vỏ lốp mà thấp rẻ thì có thể là họ sử dụng một cái chất liệu ni lông khác, thì nó cái đó là vấn đề kinh doanh. Đó, về cái số 18.4-38 này, 18.4 có nghĩa là cái đường bề rộng này, bề rộng của cái hông này, bề rộng của cái hông nha anh chị cô chú nhá, nó tính bằng in, tính bằng in. Đây, Năm sẽ lấy điện thoại tính cho anh chị cô chú luôn. 18.4 1 in thì nó là vị trí là nó là bằng 2.54 cm. Đây, 18.4 nhân với là 2.54 bằng 46.736, tức là khoảng tầm 46/7, gần 50 phân, 46/7 nha anh chị cô chú nhá. Không biết anh chị cô chú có thấy không, 46/7. Đây, bề rộng này nó sẽ là 46/7, gần 50 phân, tính ra phù bi luôn nhá. 38 nhân với là 2.54 sẽ bằng 96.5, tương đương với gần 1 mét á, 96/5. Đường kính từ đây đến đây gần 1 mét, 96/5. Đó nha anh chị cô chú nha. Và cái mã này, cái này thì là cái 135 này là thể hiện cho là cái kiểu gai nhá. Tùy theo từng hãng họ sẽ có cái kiểu gai khác nhau và cái mã này khác nhau. Đó, con đi tiếp về phần này. Phần này là 2.53 mắc 2.53. Có nghĩa là khi anh chị cô chủ bơm bỏ lắp vào trong cái mâm, anh chị cô chủ bơm lên 2.53, tức là khoảng tầm tương đương với 2,5 kg mình á, 2,5 kg, thì sẽ anh chị cô chủ nhìn đây có hai cái mũi tên nó đâm ra, thì cái talon này nó sẽ bung ra hai cái talon hai bên này. Đây là hình giống kiểu cái lốp mà cắt ngang nha. Hai cái talon này nó sẽ bung ra, nó ép ôm sát vào cái mâm. Nó sẽ ôm sát cái mâm nhá. Anh chị cô chú bơm tối đa 2,5 kg thì cái talon này nó sẽ bung ra và ôm sát vào cái mâm, tức là nó đã đạt. Và khi nó đã ôm ra được rồi á thì anh chị cô chú bắt đầu xả bớt khoảng tầm độ 2 kg. 2 kg nhá, khoảng tầm 2 kg, loanh quanh 2 kg là ok. Đó là về cái số này, chứ không phải là bơm 2,5 kg nhá, hơi 2,5 kg là quá căng rồi. Rồi, với cái số này thì lúc này Năm giải thích, và đặc biệt cái số này, số ở trên cái này thì nó thể hiện là, không biết anh chị cô chú thấy rõ không, 12PR có nghĩa là 12 lớp bố nha anh chị cô chú nhá. Và cái số 153 này, 153A6, A6 này là thể hiện cái tốc độ, A6 này là thể hiện cái tốc độ nhá, và 153 này là thể hiện cái trọng lượng nha anh chị cô chú nhá. Cái nó sẽ có cái bảng chuyển đổi, 153 thì tương đương với bao nhiêu tấn nhá.
Và A6 này là thể hiện với cái tốc độ, A6 thì thường đương với cái tốc độ nó khoảng tầm độ loanh quanh 25-30 km. Đó, và 149 này, 149 và check A8 này thì nó thể hiện cũng là cái tốc độ trọng lượng và tốc độ. Với cái trọng lượng nhẹ thì sẽ đi được tốc độ là khoảng tầm 40 km/h. Với cái này A8 này là 40 km, tương đương với 40 km/h thì đi với cái trọng lượng nhẹ, và đi với tốc độ khoảng tầm 30 km/h thì đi với cái tải nặng hơn. Đó. Còn cái số này E11, mấy cái số này thì nắm chưa rành lắm. Cái mấy cái này là cái mã của nó thôi. Đó, đây là cả cái chữ khuyến cáo, thông báo khuyến cáo. Đó, về cái mặt bên kia, nó còn một cái mặt bên kia này nhá. Anh chị khi mà cái lốp của mình có vấn đề thì mình sẽ dựa vào cái mã lốp, gọi là cái kêu bằng cái số series của lốp á, để mình làm bảo hành. Ngày tháng sản xuất của cái lốp để mình làm bảo hành. Ở đây, đây cái này. Cái này là tuần thứ 47 năm 2023. Số 47 đầu tiên là tuần nhá, tuần sản xuất, tuần thứ 47 của năm 2023. Đó, là khi mà cái lốp mình có vấn đề thì anh chị cô chú sẽ chụp cái này để biết được người ta, nhà máy người ta biết được là cái lỗ nào, sản xuất lỗ nào. Đó. Và chụp cái bên này nữa. Chụp cái bên này nữa để thể hiện cái đây là cái mã số số của nó, giống số khung số máy á. Đó là số này nhá. Đấy. Để khi làm bảo hành, nếu mà cái lỗi đó mà anh chị cô chú cảm thấy đó là lỗi do kỹ thuật, do nhà máy, thì cứ làm theo hướng dẫn như năm. Đó là chụp hai cái. Và cái thứ ba nữa là mình phải chụp được cái vấn đề nó đang còn xảy ra. Chụp được cái vấn đề nó đang còn xảy ra, tức là ví dụ nó bị phù chẳng hạn, hoặc là nó bị nứt chẳng hạn. Đó. Rồi cái tiếp nữa là anh chị cô chú phải chụp được là nó đang gắn vào cái máy gì, gắn vào máy gì, chụp tổng quan cái máy và quay một cái video, đoạn video xung quanh cái khu vực mình làm việc để xem thử nó đang làm việc trên cái loại địa hình gì nhá. Đó, để mà làm được bảo hành thì hãng người ta phải yêu cầu như vậy, để bởi vì hãng là người ta không trực tiếp, nhưng mà người ta phải nhìn vào hình ảnh để người ta chẩn đoán được cái lốp đang gặp vấn đề gì, để người ta xử lý một cách triệt để nhất, chứ không phải là thấy lốp hư rồi đưa cái lốp khác thay thì thay vô nó lại hư lại. Nên là hãng thì nó sẽ làm việc, nó sẽ biết được nguyên nhân và xử lý triệt để. Nếu không phù hợp thì sẽ đổi một loại khác để phù hợp với cái địa hình đó, hoặc là phù hợp với cái máy đó. Rồi, ok anh chị cô chú nhá. Cơ bản thì cái video này năm quay giới thiệu cho anh chị cô chú một cái lô vỏ, lô lốp máy cày BKT vừa mới về ngày 24 tháng 1 nha anh chị cô chú nhá, năm 2024. Có rất là nhiều cái mã lạ nha anh chị cô chú nhá, có rất là nhiều mã lạ và có rất nhiều cái kiểu gai, kiểu lốp lạ cho anh chị cô chú. Rồi, chúc anh chị cô chú thật là nhiều sức khỏe, công việc thật là thuận lợi và gặp thật là nhiều may mắn nhá. Bye bye, hẹn gặp lại anh chị cô chú.